Hello chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đang có mặt, hiện tại thì đang có mặt tại server X35 các bạn. Mình sẽ review một nhân vật, một môn phái, một vị anh hùng hào kiệt và một môn phái rất nhiều anh em của Võ Lâm Truyền Kỳ một mua bê chơi luôn nha anh em. Đó là một môn phái cái bang. Hiện tại anh ta đang dẫn top 5 liên server về số binh giáp. Hiện tại thì anh ta đang ở server X35 nha các bạn. Và hiện tại anh đang chơi một cái bang là top 5 lực chiến liên server nha mọi người. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Ba La Huyện để review nhân vật. Nói chung là chiên đi một phái chiên đi ăn xin bạn nhậu. Cái đó mình nói giỡn thôi nha anh em. Rồi để mình vô thẳng chủ đề luôn. Và trước tiên thì mình sẽ review về top lực chiến của server này lại cho các bạn cùng biết luôn nha. Hiện tại thì ở bên lực chiến top 1 lực chiến của ban hội tại server X35 này, hiện tại đang dẫn đầu đó là ban chiên đế của băng thần, thứ hai là tụ nghĩa, thứ ba là Hà Nội xịp sò. Với cấp thì hiện tại là 114 giới hạn nha anh em. Binh giáp hiện tại băng thần của thiên đế đang dẫn với số lực chiến binh giáp đó là 1.3 triệu. Hiện tại đang dẫn tới một chiến của server X35, thứ hai là bé Musa, ô con gái anh em ạ, để bắt đầu review luôn. Thứ ba là Phong Phú Quốc, thứ tư là xe máy Tân Vương, thứ năm là Rocky, thứ sáu là Hiếu bốc quát chứ phải đường ngôn nha anh em. Thù anh cha anh đi bốc quát hay sao thì nhiều dữ luôn. Anh chơi anh top 6 lực chiến của server X35 luôn nha anh em. Và thì mọi người cũng biết thì một môn phái đó là cái bang thì cũng rất nhiều anh em chơi, và thường thường người ta sẽ review về top 1 lực chiến liên server, mình sẽ review về top 5 lực chiến liên server. Tại vì top 1 quá nha, nhưng mình sẽ review top 5. Thì mình vô bảng xếp hạng môn phái cái bang. Hiện tại anh này đang dẫn top 5 lực chiến liên server về môn phái cái bang mà anh đang chơi, đó là, và hiện tại đang dẫn top 1 của X35 luôn, đó là anh Phong Phú Quốc. Anh này chắc ở Phú Quốc mà anh em cũng biết là Phú Quốc là một hòn đảo rất xinh đẹp. Đó là một hòn đảo du lịch. Hiện tại anh ai mà chơi game chơi đồ tối rồi, chơi game ở Phú Quốc chắc đồ tối ra biển đồ, công thành biển đồ, cam nghi đồ chắc cũng lạnh lẽo. Thôi thì hiện tại ảnh thì ở bên bàn tụ nghĩa. Hiện tại số binh giáp của anh đó là 1.182.643 binh giáp. Hiện tại đang dẫn top 5 liên server về số binh giáp của môn phái cái bang. Và top 1 và top 5 liên server của môn phái cái bang thì nó chênh lệch cũng không bao nhiêu đâu anh em ạ. Và hiện tại anh này đang dẫn top 5 nha. Thì mình sẽ vô. Hiện tại anh là đang level 111. Thông tin đây. Hiện tại thì top 5 server cũng là hạng top 5 liên server của môn phái cái bang. Anh đang sở hữu 5 món hoàng kim. Đây để mình sơ lược về thông tin của anh. Tên Phong Quốc, ID nhân vật 367-06-253, hạng 3, khí hồn level 130. Ồ, khí hồn ảnh đã lên 130, điểm mấy ca 0, may mắn 1, tấn công 6021. Sức tạ anh ta đang trang bị đó là 5 món hoàng kim. Để mình review về vũ khí hoàng kim cho các bạn cũng biết, và cũng như là level 111 sẽ sử dụng vũ khí như thế nào. Hiện tại anh đang sử dụng cây vũ khí bậc 6 level 100 với số binh giáp là 68k lực chiến. Khí hồn level 13, điểm thần niệm cơ bản cộng 20, sát thương chí mạng 19, bỏ qua kháng hỏa 81, tấn công 99, thời gian sử dụng 99, chí mạng 90, hỏa sát cộng 81. Wow, ảnh sử dụng là vũ khí cực kỳ ngon luôn. Nói chung là sắp full dòng luôn nha anh em, sát thương chí mạng 99 luôn anh em ạ. Bỏ qua kháng hỏa 81, tấn công 99, thời gian sử dụng 99. Trời ơi, 3 dòng màu vàng này toàn là full luôn, chí mạng 90, hỏa sát nội công 81. Đó, đây là đi đúng cây vũ khí luôn nè anh em, vũ khí của môn phái cái bang nè anh em. Anh em xem nha, anh em là đang chơi cái bang thì hãy xem những dòng này, chọn sát thương chí mạng và bỏ qua kháng hỏa, tấn công 99 và thời gian chiến đấu 99, chí mạng 99, hỏa sát công 99. Xem cái áo của anh ta hiện tại cũng là mặt 6, áo thì 76k và level 100, khí hồn level 13, điểm thần năng cộng cơ bản cộng 20%, hỏa sát nội công 99, sát thương chí mạng cộng 91, miễn sát thương chí mạng 99, bỏ qua để tránh 90, sinh khí 90, tỷ lệ tổn thương 3.96. Wow, cũng ngon. Hiện tại anh ta đang sử dụng văn cương nguyên một bộ full bạc 6. Ồ, cực kỳ ngon, đúng là đại gia top 5 lực chiến liên server nha nào. Về nó đang sử dụng cái nón bạc 5 level 80, 48k binh giáp, tấn công 60, sát thương chí mạng, sinh khí, sinh lực tối đa và nội công và tỷ lệ thiêu đốt giảm. Để coi. Đúng rồi anh em ạ. À.
Hiện tại thì anh đang cường quá 111. Ảnh là quân cương phun mặt sống vậy nè. Hiện tại với hai cặp nhẫn của một phải cái bang. Đây là hai cặp nhẫn huyền thoại của anh Hồng Thánh Công truyền lại cho Quách Tĩnh. Hiện tại thì ảnh đang sử dụng nhẫn mặt 6, số binh giáp 32k, level 100, thanh pháp 30, đã đòn miễn thương 150, nội công 33, sinh lực tối đa cộng 100, chí mạng cộng 7, thời gian giảm 150, sinh lực tối đa cộng 50%, tấn công mạng cộng 40%. Hiện tại thì cái này cái nhẫn đang sử dụng đó là binh cương mặt 5 và binh cương mặt 4, chưa match up, mình chỉ mặt 6 thì ngon hơn, nội công chính xác, chí mạng vẫn công như nào. Đây là cái nhẫn dưới của anh ta đó, mặt 6 là 150, level 100 anh em à, lỗi mình được lộn quá. Và hiện tại binh giáp là 33k, đang sử dụng 2 bậc 5 vân cương và 2 bậc 4 vân cương. Và hiện tại còn ở nhà thì 6 đang full vân cương luôn nha anh em. Hiện tại là 2 bậc 5, 3 bậc 5, 6 vân cương full. Level 100, đôi dài là 51k binh giáp, né tránh, nội công, kháng kim, tấn công, miễn sát thương chí mạng, nội lực tối đa. Đây, 6 bậc 100, số binh giáp là 54k. Đây là những dòng thuộc tính của cái đai của cái băng. Đây là cái băng rồng nha anh em. Nội lực tối đa, sinh lực tối đa, sát thương chí mạng, thời gian làm trọng, kháng chí mạng và nội công. Ảnh đang sử dụng quân cương ép cho cái đai là full mặt 6 nha anh em. 2 mặt 4 và 1 mặt 5 mặt 6, cũng là vào 100 mặt 6, binh giáp 30k. Ta thì anh sử dụng mặt 6 và 100, đây là một sinh chiên màu xanh. Đây, màu này, màu nguyện của ta là 48k, màu nguyện của mặt 6 của cái bang nhà em là 100. Quân cương thì cũng full mà 2 mặt 5 và 1 mặt 6, đó. Hiện tại của ta là 186k, chứ không phải bệ hệ quan, tấn công, sinh lực, cường hóa của hành, sinh lực, đó là cơ bản, chí mạng, đỡ đòn. Anh ta sẽ tiêu khả năng bậc 5 cường hóa của anh là 170, trang sức phá sơn bậc 6 nè, trực chiến. Đấy, vô coi thuộc tính khác, tấn công cơ bản là 105 nha em, chính xác 293, chí mạng 1003, 31 sát thương bạo kích 1002, kinh khủng nha em. Đấy, vô phần bí kíp, hiện tại ảnh đang sử dụng 4 cuốn bí kíp tuyệt, đó là thuần dương công. Các bạn nên sử dụng những cuốn này. Phát minh thành công là anh trưởng và đoạn môn đao, với số binh giáp từng cuốn là 66 và 65, 58, 55k binh giáp. Hiện tại đây cuốn thuần dương công của ta thì hỏa sát ngoài công và hỏa sát ngoài công, bỏ qua cái hỏa, tỷ lệ ghi thủ đô. Các bạn thì anh em những cuốn này tấn công khiến tất cả thời gian giảm xíu kháng thủy đó. Các bạn sực cần sử dụng những cuốn như vậy, kháng thủy mình kỳ nhảy thủy mà tấn công và tấn công mà kháng chí mạng và kháng tất cả đó anh em ạ. Đây là cái bang cho anh em sử dụng tuyệt này nha anh em, thì sẽ giúp cho mình trâu bò mạnh hơn. Tiếp tục, và mình vừa review xong anh chàng top 5 lực chiến của môn phái các bang liên server và khí hồn level 130 đó. Đây là đồ đạc của anh ta và bí kíp, thì anh em nào đang chơi môn phái các bang á thì hãy nhìn và đi theo món đồ của mình vừa tập cho anh em nha. Thì mình vừa review xong anh chàng top 5 lực chiến liên server một phát các bạn. Mình xin chào tạm biệt anh em, mình xin kết thúc video đây. Anh em hãy ủng hộ và đăng ký để nhận nhiều video tiếp theo về vào lớp này và bình luận để cho mình biết thêm ra những video tiếp theo theo yêu cầu của mọi người. Cảm ơn, chào tạm biệt mọi người.